Minh Mây xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là một mùa mới của bước nhảy đường phố đã khởi động. Hai tuyển thủ thân thiết của Phương Nhất Bác ở mùa trước đã liên tục cập nhật tình hình mùa này trên mạng xã hội. Và có vẻ như hai tuyển thủ thân thiết của Phương Nhất Bác trong mùa trước sẽ không xuất hiện trong mùa này với vai trò thí sinh, mà họ sẽ xuất hiện trong vai trò lão sư. Một số nguồn tin cho biết bước nhảy đường phố tạm thời chưa cho khán giả vào sân. Ban tổ chức thông báo rằng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt những quy định về phòng chống dịch bệnh và sẽ không mở cửa cho khán giả trong toàn bộ mùa giải. Hiện nay những thông tin giao bán vé trên mạng đều là tiền giả và tạm thời hai tập đầu sẽ không chia thành các đội. Nhưng không biết những tập sau ban tổ chức chương trình có tiến hành chia thành các đội thi đấu hay không. Và sẽ không còn những hệ thống thi đấu đặc biệt để chào đón những người chơi tuyệt vời như trong mùa thứ tư. Thay vào đó thì một số hệ thống thi đấu như trong ba mùa giải đầu tiên sẽ được lặp lại, sẽ chào đón tất cả những người chơi tham gia thử thách với công bằng hơn. Phương Nhất Bác đã tiến hành ghi hình bước nhảy đường phố song song với việc quay phim nhiệt liệt. Chiếc áo phông mà anh ấy mặc trong buổi ghi hình đầu tiên của bước nhảy đường phố mùa năm. Nhân viên của nhãn hàng mới đây đã cho biết rằng mẫu này vừa mới được ra mắt, đã có rất nhiều sản phẩm được chuẩn bị nhưng tất cả đều đã bán hết. Hiệu ứng mà Phương Nhất Bác mang lại thực sự mạnh mẽ phải không nào? Ngoài ra mới đây ban tổ chức chương trình bước nhảy đường phố cũng đã có tin tức mới. Theo đó dự kiến chương trình sẽ được phát sóng bắt đầu vào ngày 6 tháng 8, chỉ một ngày sau sinh nhật của Phương Nhất Bác. Khán giả quốc tế có thể theo dõi chương trình trên YouTube trên kênh chính thức của Zuku. Nghe nói Phương Nhất Bác đã dành cho bước nhảy đường phố 4 ngày ghi hình, sau đó anh ấy trở về phim trường nhiệt liệt. Một số tiết lộ từ đoàn phim điện ảnh cho biết Phương Nhất Bác tập thể dục trước khi tập nhảy. Anh chàng đã thực hiện chống đẩy 60 cái trong quá trình luyện tập và toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Một nhân viên trong đoàn cho biết rằng anh ấy đã thực sự rất tâm huyết với những cảnh quay sau này để đạt được hiệu quả đổ mồ hôi và thở hổn hển. Anh ấy thực hiện lại động tác nâng chân cao, chống đẩy và đứng nhảy xa trên sân khấu. Anh ấy thực sự rất mệt, mọi người đều cổ vũ cho anh ấy. Anh ấy cười với chúng tôi, vẫy tay với chúng tôi khi anh ấy bước xuống bắt tay anh Hoàng Bột. Anh ấy thậm chí còn dễ thương hơn khi đội mũ bảo hiểm. Khoảnh khắc anh ấy bỏ mũ bảo hiểm ra, mái tóc hơi xoăn một chút, vừa dễ thương vừa bất khả chiến bại. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây quả là những khoảnh khắc tuyệt vời trên phim trường của Phương Nhất Bác. Một số nguồn tin tiết lộ rằng anh ấy rất vui vẻ tại phim trường và quá trình ghi hình diễn ra thuận lợi. Và mới đây sau khi quay phim, anh ấy còn đi trượt ván đến 4 giờ sáng. Mặc dù lịch trình bận rộn nhưng anh ấy không hề tỏ ra mệt mỏi. Anh ấy cũng đã hoàn thành việc quay quảng cáo cho bước nhảy đường phố mùa năm. Một số blogger mới đây đã tiết lộ những nhà sản xuất bước nhảy đường phố mùa năm đã phải trả một số tiền đáng kể để có được Phương Nhất Bác làm khách mời cố định trong chương trình. Điều này là chính xác bởi Phương Nhất Bác là người mang lại khán giả chính cho chương trình này. Trong tháng 7, anh ấy sẽ thông báo thêm một xác nhận thương hiệu sữa và một vài xác nhận khác cũng sẽ đến sau đó. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những thông báo chính thức nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các tin tức sau.